Cá này nhiêu ký vậy anh? Được nhiêu ký? Chỗ này cũng cỡ 70 ký. 70 ký vậy. Mấy con hồi nãy bắt lên rồi buộc miệng rồi kéo đi nó bị rớt nhảy xuống rồi bắt lại được chưa? Chưa còn năm. Rồi. Rồi. Đó giờ mới thấy mần cá sấu. Cái mặt tôi giống một cái sấu. Chứ nào mà xấu xấu dập mà giống giống tôi là may luôn. Về mặn như con cá sấu gì nè. Bên đây hai em nữa. Đó nó mồi. Ngộ ha, mình làm nó đâu có dính máu đâu ha, mình đọc ra cái đó là nó hết rồi. Nó tươi à. Ra hết rồi. Còn đông nữa. Không vô băng cái ống nước lại giùm. Nè xì nước này. Nãy dụng cho băng, giờ tao bơm nước cho băng. Rồi, cái thịt nó tắn tươi nha. Mới bơm mà đây chưa đánh chút. Đời mổ cá, đây là đời mổ thôi. Cái đâu có đồng mà ruột như mình đâu, đúng không? Nó lâu, đã nó, mổ có quăng ngang không đâu. Đồng ruột mình đâu có làm đâu, đâu khác là... Cá là 50 giây. Đâu có ra, ra. Đã được mẫu em quăng ngang có người lên ruột lòng. À, chỉ lấy cái da thôi người nào làm thịt riêng phải không? Này con cá đực nè, thấy con cu đó không? Vâng. Cu dài không? Ừ. Ngộ ha. Cu ăn nó phải giống vậy không? Đầu đó mà nó chết luôn. Cu tôi nó bự bằng 10 cái vậy nè. Đó giờ mới thấy. Động. Hôm nay mình nuôi nó chưa tới sinh sản hả anh? Chưa, 5 năm nữa đẻ. Ờ, bự như vậy mà 5 năm nữa mới đẻ. Con này nó biết sao không, mần thịt nó không? Con này nó lớn lên mà nó không biết nhảy được mần thịt. Không có để, con nào biết nhảy được thì con nuôi. Tinh tiết tới chết đó. Ủa toàn rồi. Rồi, cắt hai là không? Hãy vũ cắt cho mình rồi cắt. Giữ đi, ông cắt cổ cá sấu rồi. Con cá nãy ông chưa thấy cái mã tấu với cái rừng cào đâu. Không? Lúc đó ông ra ông quay, ông ra quay. Từ đó giờ mới thấy. Đây nè, cắt ra. Nổ như lưng, chưa thấy đâu, có thấy gì đâu.
Mấy cái đầu đó mình có lấy da được không anh? Đầu xương không đâu có da được. Vậy bỏ vậy hả? Chắc pháo vào nước hả? Cái đầu đó giờ anh đem về anh chôn ha, chừng vài tháng sau nó lả ra còn xương, lấy xương nó hầm. Bán hầm thương mà hầm. Cái này mình lấy ra mình để lấy xuống ao mình nhử tôm cá được không? Có mùi tanh á. Nó vô thùng. Hai em hung dữ cỡ nào giờ hai em nằm đây rồi. Má là dưới đâu phải là phía con nào mắt đỏ đâu, con phía vàng cho cái đỏ. Ngon rồi ta. Mấy con vật kia mình cắt cổ, còn cái này cá sấu mình cắt đầu. Chân chân đứt được cái khớp. Đó rồi. Quay cho Dũng. Để tôi quay nè, tôi coi ổng bằng chút xíu coi. Chủ yếu là lần này có gì đây phải không? Má đừng cắt cái dao của con. Cái dao má bộ, dao của con. Đưa cho má ơi. Để mà em cắt cái ngay khớp, đừng cắt cái khớp. Nè, ngay khớp nè. Biết sao không? Đó ngay khớp nè. Hãy dao con. Dao của má. Con. Có vậy chứ nó cũng mềm hả anh? Chứ không cứng phải không? Thuộc cái thành phẩm. Vô cái rảnh đó. Bốn câu ngày mỗi lưng không hả? Năm con. Giờ mình đến lắm. Đây nó mần xong. Về mũ không? Cái cảnh tôi giết cá sấu. Họ đã đi về.
mình lấy con máu thôi. Giết mấy con anh? Chục. Chục con hả? Mình xem giờ anh làm được mấy con này? Bảy con. Bảy con nè. Đây còn ba con nữa. Giờ làm cũng lẹ ha. Sáng 9 10 giờ cũng đang làm. Không lên thôi mà sao lâu vậy hả? Đó lát nữa anh lấy cây lên vô giữ cái camera này cho anh sửa camera ngay đây. Chứ còn cái này hả mà quỷ ngay anh đem cái mắt về. Biết đâu cũng tiêu biết. À, tiền cắt đâu. Nên sửa cái này cũng được. Cái này là thôi. Cái này mình chích điện rồi, mình quấn băng keo rồi chứ mà không ấy nó dữ dữ lắm mà ha. Cắt ra làm hai cái đôi lột xong, mổ xong cắt ra làm hai rồi mà hai cái đuôi nó còn còn nhúng nhích luôn hả? Trâu vậy đó, ở dưới rút luôn. Ghê. Mổ làm hai rồi á, chẻ ra rồi cắt ra. Lúc mà nó còn mới bắt lên nó chích điện nó chỉ mê thôi. Mê rồi mổ hết con. Hồi sớm mà hồi sớm thấy con ở dưới nãy bắt á, cái không được cỡ á, nó nằm im re cái chế nước mà nó tỉnh vậy liền. Rồi con này nãy con cái hay con đực anh vô? Con nãy con đực, con này con cái. Con này cũng không được. Cái luôn. Con này cũng được. Được có con cái không được. Hay ha, mò cái biết liền ha. Người tôi khỏi mò tôi giờ cũng biết. Phải không? Người mà mò nó chết lại khổ quá. Không biết là mò chứ biết có gì đâu. Mò không còn như vậy gì đâu, mắc mát gì đâu. Còn nguyên cái gì đâu, không biết là mò chứ biết thôi chứ không mắc cái nào đâu. Nhiều khi để đoán không đúng không? Ừ. Mò mới chính xác. Đâu quất mạnh đâu. Má vô má. Má vô trên đi. Lấy ra sao đi. Đi chờ anh lại thì thấy.